Xin chào tất cả các bạn. Mình là công ty điện cơ Ngọc Trâm, chuyên sửa chữa động cơ điện công suất lớn, từ motor AC tới motor DC và máy biến áp trạm, máy biến áp dầu và máy phát điện công suất lớn, mâm từ. Nói chung là sửa chữa máy điện. Hôm nay mình quay sơ cái xưởng sửa chữa của công ty mình ha. Công ty mình là diện tích sửa chữa là 500 mét vuông, với hệ cổ trục là một hệ là dòng đôi 7 tấn rưỡi và một hệ là 3 tấn. Đáp ứng được đầy đủ motor công suất từ 2000 kW đổ xuống. Cái hệ trên đó là mình chỉ đặt cái hệ đó là cái dòng đó là dòng cẩu được 10 tấn lận, nhưng mà mình chỉ đặt cái ba lăng có 7 tấn rưỡi thôi. Đó. Mình làm dư tải ra là sau này mình nâng cấp lên ba lăng. Đó. Ở đây trước tiên vào xưởng mình thì mình đang có một con trung thế 650 kW đang chờ sửa. Con này là mình làm xong cái phần rotor rồi, còn cái phần stator thôi. Cái phần stator là nó bị cái này, nó bị bay cái cành nêm lên. Đó. Còn tiếp đến là ngoài đây là mình có bốn cái kệ nhỏ. Mình có bốn cái kệ nhỏ, cái bốn cái kệ nhỏ này là kích thước của nó là 1m 2m 6, 2 tầng. Dài đó là 2m. Cái kệ nhỏ này thì mình để motor AC nhỏ, những con motor nhỏ và những con khoảng 100 ngựa đổ xuống thì mình để ngoài đây ha. Đó. Mình đây mình có bốn cái kệ. Đây mình quay con này kỹ hơn cho mấy bạn xem. Con trùng thế nó bị bay cái canh nêm lên, nó bị cháy bên trong, cháy 4-5 rãnh bên trong. Con này là 650 kW. Mình quay cái mặt cho xem. Đây là bốn cái kệ nhỏ ha, mình để máy AC nhỏ thôi. Đó. Bên này khu vực này là khu vực thử máy. Đây mình có ba cái tủ thử motor DC với AC với AC công suất lớn. Đó. Tiếp đến trong đây là khu vực để máy DC. Motor DC. Ở trong đây là mình hiện tại mình đang có trên cái kệ này là mình đang có 1, 2, 3, 4, 5 cái motor DC đang chờ sửa trên đây, công suất lớn nhỏ đầy đủ hết. Đó. Ngoài khu vực này là mình đang đầy motor BC công suất lớn, tay nó dùng cho cánh thép với lại đùn nhựa. Đó. Kéo cáp đó. Như con này là con 132 kW này. Con xanh nước biển kia là con 110 kW, con nhỏ trên là 5.5, còn cái rotor lớn trong kia là 225 kW nè. Đó. Còn con này rotor này là cũng 225 kW luôn, làm xong rồi. Còn cái con rotor này là 110 kW, con xanh trong kia là cũng 132 kg, còn rotor lớn trong kia là con rotor lớn của con trung thế á. Mình vô một quay cho mấy bạn xem. Đó, cái rotor, cái cổ gốc nó bị hư cái bàn gốc này về cái mắt cân vận động. Mình con vận động xong. Đó, tiếp tục là con này. Con này là con 90 kW. Làm xong rồi, đang chờ giao. Còn con vỏ nhỏ trên đây là 43 kW. Con vỏ dưới đây là 225 kg. Còn cái con này là con 75 kW nè. Con này là con 42 kW. Có con đang nhỏ xíu đang chờ sửa. Rồi thu khu vực trong đây là khu vực quánh dây AC. Đó, đây mình có mấy cái bàn, ba cái bàn lớn nhỏ vừa để đáp ứng cho tùy loại motor. Đó, khu vực quánh dây mình rất là sạch sẽ, nền đây là mình nền chén epoxy
chiều đến là mình đều lau dọn, không có bụi bẩn. Học một tờ làm xong. Đây là cái cả vật tư ha. Rồi, công ty mình thì có hiện tại là đang có 4 cái máy quấn dây đáp ứng đủ các nhu cầu quấn dây trong công ty mình. Đây là cái máy quấn của ta DC nè, quấn cái cuộn phụ kích tự chính. Trong đây là cái máy này là máy quấn mâm từ. Máy này cũng máy quấn DC luôn. Vừa quấn DC, quấn AC được. Con này cũng vừa quấn DC với AC được. Còn con nhỏ ở trong kia lại quấn mấy cái motor AC nhỏ. Đó. Đây là cái hệ để dây đồng. Đó là mình quấn mấy con AC lớn thì mình dùng cái khung này. Đó. Tiếp đến là trong đây, đó, mình có một cái hệ máy kéo dây đồng phế ra. Mình dùng cái máy này là mình lấy dây đồng phế ra. Tiếp đến là khu vực cân bằng độc. Đây là mình cân bằng độc máy này. Bên công ty mình có máy cân bằng độc này là khối lượng cân maximum là 5 tấn, chiều dài cân trục là hai gói rõ là 2 mét rưỡi, nhưng mà trục thì có thể lên cho tới 3 mét, tại vì chiều khoảng cách hai cái gói là 2 mét rưỡi thôi. Máy này là đặc biệt một cái là mình đặt thiết kế theo yêu cầu của mình, là vừa cân được cái vật mà khối lượng vài chục ký cũng rất là chính xác luôn. Thường thường những cái máy lớn mà cân khối lượng lớn thì cân khối lượng nhỏ nó không chính xác, nhưng mà máy này mình đặt riêng để chuyên cân được những cái motor to mà nó có khoảng vài chục ký, 5-60 ký rồi vẫn ok. Đó. Tiếp đến là khu vực sấy. Ở công ty mình thì mình có 3 cái tủ sấy. Chỗ đây là tủ sấy vừa, kích thước là 1m 2m 2, đang trong đó đang có cái starter của motor DC đó, sấy xong rồi đó. Tiếp đấy là cái tủ sấy nhỏ để dùng cho sấy những cái motor AC nhỏ, tủ đó 1m 1m. Còn đây là tủ sấy lớn dành riêng cho sấy những con motor trung thế hoặc là những motor trung thế lớn, kích thước siêu khủng. Con này kích thước của nó là cao 3,5 m, ngang 3,5 m, sâu vô 3,5 m. Siêu khủng. Tủ sấy này đáp ứng được những con motor được lên tới 2000 kW. Đây mình có một cái máy tệm để mình làm tệm vớt láng cổ gót, rồi bình tệm những cái sơ mi nắp trục các thứ. Máy này là mình chống tâm 1,5 m. Công ty mình là sửa, khi mà máy của các bạn mang tới công ty mình làm thì toàn bộ là được sửa chữa và xử lý ở trong xưởng này hết. Và phần cơ tới phần đệm, hệ cẩu trục thì hai cẩu lắp ráp máy, những cái máy trung thế lớn thì mình lắp bằng hai cẩu, hai treo hai đầu trục lên, đưa rất nhẹ nhàng. À. Xưởng mình rất sạch sẽ. Đây mình quay tổng thể đó. Xưởng mình các bạn xem. Đây cái khu vực rửa tay cho mấy anh em, vệ sinh máy móc nữa. Đều mang ra ngoài lịch sự. Bên mình quy trình bên mình làm á là máy khi về xưởng là mình đều rửa sạch sẽ hết. Mình mang ra xịt rửa hết, sau đó mình mang vô xưởng để đó chờ báo giá hoặc sửa chữa. Cho nên là khi máy xách xưởng xong thì máy đồng thời cũng được xịt bụi vệ sinh bên ngoài rất là sạch sẽ và đảm bảo về cái tính mỹ thuật và cái tính chất lượng rất cao. Rồi, cảm ơn các bạn.